Bên này nãy nó nứt da, trời da giòn à. Da giòn như quay luôn nha. Nè ăn thử. Má nó ngon. Ngon không? Ngon. Ngon lắm, da giòn lắm. Đây là thịt trâu nha các bạn. Giờ mình ăn thử thịt trâu nha. Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình với lại em mình với lại mẹ mình sẽ đi chợ nha các bạn. Đặc biệt là hôm nay là mình sẽ đi chợ của người Chăm nha các bạn. Đúng không? Phải người Chăm không? Đó, để xem thử là có gì rồi mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đây là đường đang đi vô chợ các bạn. À, là chợ, chợ là bên kia hả? Thật là chợ. Chợ bên đây nè bạn. Đó. Giờ đang bắt đầu dọn ra chợ. Ủa sao dọn chợ dễ trễ vậy? Bán nó 6-7 giờ lận. À, bán đêm hả? Chợ ở đây đêm luôn nha các bạn. Chợ bên kia các bạn ạ. Đây là đường đường vào chợ. Ừ, đẹp nhé. Lòng không, còn không lắm. Giờ này nó bắt đầu rồi. Cái bắp Mỹ thì ta mua bắp Mỹ về luộc. Giờ mua bắp về luộc được. Hay là nướng luôn. Rồi mua bắp Mỹ về nướng luôn. Không có là khóc tiếng chó. Bắp hả? Ăn ngon lắm. Giờ đi. Bữa nó xấu hơn đây. Bắp nhìn đẹp hả? Bơ. Nhìn sao nhìn nó đen quá ta. Gà ở đâu mẹ? Trời. Wow. Nó cũng bình thường ha, y như chợ thường ha. Đây là từ trong nhìn ra các bạn. Có mua chả về mua cái bún về cái ăn với xì dầu mà. Ngay là xíu quay lại coi thử có gà không? Có nó giờ đây có nè. Sao giờ này không có trời ơi. Chợ thì từ lúc rồi đó bạn đi vô tới trong đây ha. Hồi đó thì mình thấy là chủ yếu như bán như là trái cây nè, chè, bắp, đó mấy cái kiểu như vậy các bạn, hoặc là mấy cái đồ linh tinh đó, rau củ quả đồ á. Còn ở trong đây thì người ta bán hầu như là cũng có rau củ quả luôn, như là cá khô, cá rồi mực tôm nữa kiểu vậy các bạn. Là ở trong làng này là không ăn thịt heo luôn hả? Trong làng không ăn thịt heo, không cho bán thịt heo. Mẹ mình nói trong làng này các bạn là không cho ăn thịt heo, với lại không cho bán thịt heo luôn. Mà ra khỏi làng là ăn được hả? Ra khỏi làng là ăn được. Ra khỏi làng mới được ăn thịt heo nha các bạn. Cũng lạ ha. Hiện tại là mình đang chờ để mua một con gà các bạn à. Nay bà bán gà bà nghỉ, là chờ bà đem ra một con gà để về nướng nha các bạn nha. Ngon lắm, con đâu bơ ba tư nó vậy em à. Dữ lắm, chín lắm. Em bỉ đi, cái trái nào mà hơi lắm việc bỉ. Bỉ ra thử nha. Chừng nào bỉ khúc ăn nè. Bỉ khúc ra cái đây thì bỏ rồi rồi. Cái này bỏ rồi. Cái đây thì nó hư rồi, còn mấy cái đây nó ngon chứ không đâu. Cái đây nhà hư cội nó. Nửa bỏ nữa hả? Cái đó hư, có cái đây cho mấy. Trời ơi, cái này cho thêm nữa, còn cái đâu bỏ. Cái này cũng hư lắm. Đưa chỉ bỉ cho mọi người. Không có cái gì đâu. Cái gì? Cái gì? Giờ hư nữa. Cái này mình gỡ đi ra. 15 ngày một kế mà gì cho bé có 10 à. Không nghĩ có chút xíu là nhầm nhòi đâu hết chưa. Con chị bây giờ nó hiểu lắm. Đi bớt.
Ở đây thì nói chung là cái gì cũng rẻ hết các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về nha các bạn. Về là mình sẽ quay cho các bạn xem mình mua cái gì nha. Ở đây là có mua ảo các bạn. Ổi á, 10.000. 10.000 một ký. Đó, quá chào luôn. Đây là bắp. Bắp thì mua hết này là 25.000 hay sao các bạn. 2 ký á. Bơ cũng 10.000 một ký luôn nha. Này bơ nè. Đó. Bơ thì nói chung là nhìn cũng không được ngon lắm nhưng mà bên trong cũng ngon các bạn. Còn đây là một con gà nữa các bạn. Con gà này thì mua hình như là 100+ á, mình quên rồi. Hồi xíu nữa thì mình sẽ rửa lại rồi đem đi nướng ăn nha các bạn. Để tối nay nướng ăn ha. Có gì xài cái đó chứ. Điền ở công trình nên là không có cái gì đâm gia vị hết các bạn. Ở đây là có xin được một ít muối tiêu với lại muối hồi nãy bán ảo có các bạn. Muối ớt với lại muối tôm lộn. Rồi mình lấy cái này mình ướp gia vị luôn nha các bạn. Đó, ướp xong rồi xíu nữa đem đi nướng nha. Nhà mình sẽ nhóm lửa để chuẩn bị nướng gà các bạn. Nhóm lửa trước. Quá là ổn. Đây là bắt hai cái cục đá để bên đây nè các bạn. Để xỏn gà qua ha. Cháy giờ gió này xíu cháy giờ. Như này gió. Khó chứ. Cháy rồi nè. Gió quá bạn à. Thêm giấy vô ba. Ba mình đang nhóm lửa các bạn. Sau vài phút nhóm thì lửa bắt đầu cháy rồi nè các bạn. Vậy là có lửa rồi á. Xíu nữa là nướng gà là đến đẹp. Gà thì đang úp mà các bạn. Thì ở đây là đang ở là công trình nha các bạn. Nên là có gì là mình ăn cái đó thôi các bạn. Không có được đòi hỏi các bạn. Thì đây là đâu có không có cái chỗ nào mà nấu ăn nấu nướng được đâu nha. Để các bạn coi là công trình nè. Đó nên là nó cũng chưa có được ổn định á. Chén đó thì mẹ mình chỉ đem theo có một cái tô này thôi các bạn à. Đó với lại một cái muỗng một đã đủ thôi. Còn lại là không có chén đũa rồi luôn. Xíu thì sẽ rửa lại mấy cái hộp mì để ăn. Chắc là vậy. Chứ là không có chén rồi nha các bạn. Có một cái bình ấm nước sau nữa thôi. Lửa đang nhắm ở ngoài kia à. Đó, nó đang cháy. Xíu nó sẽ nướng gà nha các bạn nha. Tối sẽ ăn ha. Xíu nữa nướng. Ủa có nướng bắp không? Nướng bắp đâu có dĩ đâu nướng bắp. Kiếm mấy cái cây xỏ bắp nướng luôn. Giờ mình với ba mình đang cột con gà lại vô cái cây nè. Để xíu nữa nướng các bạn. Buộc chắc chắc cho ba xíu nữa cho nó lọc cho nó dễ. Ủa mà dây này nó cháy không ba? Cháy nó rốt là sao? Ừ, cháy kệ nó nữa. Chứ hỏi dây này cháy á. Dây gì là không cháy? Thiếp á, lấy thiếp á, nó đỡ. Thiếp nó đổ chắc là xếp là sao ăn. Có đâu, được mà. Còn không kiếm gì may bụng này. Mà đâu có gì đâu may. Kệ nướng đại, cháy thôi. Cháy tính tiếp. Đặt gà lên nướng luôn các bạn ơi. Đó, nướng qua cái cây chi này nha. Cái cây chi này được còn có nửa cây nữa các bạn. Nướng đầu mình qua hồi chín mình quay nha các bạn. Chở chở cho nó chín. Đó. Đứt không ta? Mới đem qua cho ít nữa các bạn. Cái này là cái gì nè mẹ? Canh môn. Canh môn nha. Nhìn thì mình đây là thịt trâu luộc. Này là thịt trâu nha các bạn. Đúng chất thịt trâu luôn á, thịt trâu luộc. Này cũng là thịt trâu luộc luôn. Còn này là canh môn các bạn. Vừa xin được một ít than các bạn. Nên là giờ bỏ than vô nướng các bạn. Đây nè. Đang đợi cho than nó hừng, cái kia thì nó cháy nhanh quá. Giờ đang đợi cho than nó cháy lên nè các bạn. Bà đang cho chuối. Dạ con cảm ơn. Chuối với bánh gì á. Mình nướng chín tới đâu mình chở tới đó nha các bạn. Vừa mới cột thêm một cọng dây thép vô nè các bạn cho nó khỏi cháy các bạn. Cọng dây đây thì nó cháy nó đứt. Đó, cột cọng dây thép vô cho nó chắc ha. Đó, giờ để nướng tiếp nha.
Sổ cây nướng bắp hả mẹ? Nướng bắp. Nướng bắp. Vừa mới thế dài cọng dây các bạn, cái dây này nó bị cháy hết rồi mà, phải thế bằng dây thép vô. Nó bị nghiêng á, phải lấy cục đá bự đè lại nè. Đè nướng bắp. Đợi đợi cái cọng dây kia cháy luôn rồi, thế bằng dây thép luôn. Đè vô. Đẹp không? Ổn áp luôn. Đó, vậy thôi chứ, nướng mọi gì. Nhìn ngon ta, bắp bắp này luộc. Luộc ngọt rồi nướng ngon mẹ. Luộc nhấn nút lại cho bắp cái chín. Luộc ít nướng một ít hả? Cũng được. Để vô review thịt trâu thử. Đây là thịt trâu nha các bạn. Giờ mình ăn thử thịt trâu nha. Ui, nó dai lắm. Ngọt hả? Ngọt, nó ngọt. Nó ngọt lắm. Ngọt mà nó dai. Dạ, chung ra cho chung cảm nhận. Nó mùi giống như là thịt thịt bò vậy á. Mà nó dai á. Dày. Dày quá. Nó dai quá mà. Chắc là nó dai hơn thịt bò á. Mà nó ngọt lắm. Mày thử cái này chưa? Ăn bây giờ mấy lần rồi thử nữa. Ngon á. Hả? Nó thử kìa. Vô cảm nhận thử nó dai với lại ngọt nước đúng không? Cúng gì mà thật không? Ăn uống cái gì không phải thịt. Như là gan. Ngọt lắm bạn, nó dai ngọt nước là nó có cái mùi. Mùi đặc trưng ha. Nó khá là giống thịt bò luôn á. Tương tự á. Một miếng nữa nha. Nó thịt chắc rồi á, thấy không? Không chắc thịt bò. Ngọt đúng không? Nó ngọt hơn thịt bò nhiều các bạn. Ngon lắm. Cái này mà có gì đó chấm cây cây nữa là ngon luôn á. Để xíu ăn tiếp nha các bạn. Để nó hấp xuống cho nó nhanh chín các bạn à. Nó chảy nước rồi mẹ. Chảy mỡ luôn. Ngon quá ta. Đấy là nhìn đẹp đúng không? Bắp này bắp muốn chín rồi mẹ. Lật nó. Nó làm sao? Đây. Đâu mẹ ăn thử miếng thịt trâu rồi. Phải thịt không? Đúng rồi. Phải. Thịt nào mà không biết làm trâu bò. Trâu. Quay qua đây. Thấy sao? Rồi nó nguội quá. Ừ, nó bị nguội ha. Nó to lên. Ngọt lắm. Ngọt hơn, nó ngọt. Ngọt như đường vậy á. Ngọt lắm. Mà không chưa tới đã như đường thôi mà nó ngọt. Nói chung là thịt ngon, dai dai, ngọt. Dai, nước ngọt đúng không? Đúng ngọt luôn. Ngọt hơn bò nhiều. Ăn được. Ngon. Còn cái gì đó, cái lần canh. Lần đầu tiên ăn thịt trâu. Còn cái canh gì đó nữa. Canh môn. Thịt trâu thấy người ta để khô á mày, người ta bán mắc lắm á. Cả triệu mấy ký. Hả? Còn cái gì đó nữa ta? Còn cái canh môn hả? Canh môn thì chưa ăn thử. Canh môn lấy ăn thử đi. Canh môn mà đặc sản ở đây luôn nha các bạn. Đặc sản của người Chăm. Người Chăm. Canh môn đặc sản người Chăm. Không phải là lúc nào người ta cũng nấu đâu. Chỉ có những lúc mà người ta bị người chết á. Người ta chôn xong rồi về người ta mổ trâu. Mổ trâu của bò ha. Này có người ấy ha. Người ta mổ trâu ra người ta cúng. Nó có canh môn thôi chứ còn thực hiện không có canh môn. Ủa chứ người ta muốn ăn người ta không nấu được à? Bình thường cũng không được nấu canh môn thôi mẹ. Bình thường cũng không có nấu canh môn. Chỉ có người mắc chôn. Người mắc người ta đi chôn thì xong người ta mổ trâu ra. Người ta có nấu canh môn để người ta cúng. Cái phong tục ở đây là nó vậy. Chứ không phải lúc nào cũng có canh môn ăn đâu. Không phải lúc nào cũng có canh môn đâu nha các bọn. À mẹ đi, ấy, à đi lên đi lên. Cái cánh này nó cháy ra mà nó còn cháy thêm nữa, dỡ lại chưa? Bây giờ không dỡ nữa thì nó cháy cái đùi. Xé cái cánh này luôn đi. Xé. Xé một con, con cá
thì gỡ đó. Giờ gỡ cái đùi ra chứ, gỡ cái cọng dây này ra chứ, à nóng quá. Cọng dây này không có gỡ được, cột kín mít chưa đây mà sao. Đó, đứt rồi cả. Trường lấy cọng thép nãy, cọng thép ra chưa? Đó. Ra dây đây. Đó. À nó cũng cứng rồi. À. Cháy hết trơn hết hả? Cháy vậy mà bên trong ngon. Cho nó ghét tràn hãng lên đó luôn. Khỏi. Rau. Rau. Thả ra, thả ra. Cái cây này nè. Cho nó nhanh chín. Ê, lấy cái bắp rồi. Mày cháy cái bắp sao? Gà nướng bất ổn. Ừ, da nó đứt ra luôn kìa. Cháy hết da rồi lấy gì ăn nữa. Kệ, kệ, kệ. Gà nướng không được ổn định nha các bạn, thông cảm nha. Lần đầu tiên nướng gà nha các bạn. Lần đầu tiên nướng kiểu này luôn hả mẹ ha? Trong đời chưa bao giờ được ăn gà nướng như vậy. Đó, giờ để cho nó chín đi. Mẹ mà đang ngồi đây nướng bắp với lại gà nè các bạn. Gà thì chắc cũng còn chín rồi hả mẹ ha? Cái phần lưng nó hơi bị cháy cái da xíu. Ừ, làm gì là ổn định luôn. Chín bên đó luôn. Người này chưa chín nè, lát là qua đây nữa. Bên đây nãy nó nứt da, trời da giòn nè. Da giòn như quay luôn nha. Ăn thử. Má ăn ngon. Ngon không? Ngon. Ngon lắm, da giòn lắm. Này khác gì mình quay đâu, nãy mình quay vòng vòng riết mà. Quay mình chở, ngon quá. Quay mình chở, bắp cũng đang nướng nè các bạn. Nãy bắp mua nhiều lắm bạn ạ. Phần một phần đi nướng, một phần đi luộc các bạn ạ. Ở sau nãy mình bắt hai cục đá mình nướng nghe cho nhanh. Không có lửa. Cần thêm vậy, cần thêm than không mẹ? Để nướng xong rồi mình sẽ đem vô ăn nha. Giờ là táo các bạn à, nhưng mà nhà mình vẫn ở lại công trình này nha. Tại đây ba mẹ mình làm ở lại bạn, nhà xa. Đó. Là xíu nữa mình sẽ ăn ở đây nè các bạn. Mẹ mình nướng gà đằng kia thấy không? Xíu nữa mình sẽ đem ở đây ăn nha. Công trình này là cái trường mẫu giáo các bạn. Trường mẫu giáo chưa mầm non gì á, nên là bự lắm. Ủa có đèn nãy giờ không mở? Ủa sáng ta? Sáng chân luôn nè. Nhiều phòng á. Nay nhà mình giống đi cắm trại kìa các bạn. Cắm trại hè. Gặp lại công trình lương tri. Dập lửa có thằng đó cháy cái cây luôn các bạn. Rồi tắt lửa. Gà chín rồi, giờ đem vô ăn nha. Đây. Lấy cái miếng bạc từ vũ vũ coi. Bỏ lên. Các bạn coi con gà này các bạn. Ui nó cháy, à cái chi à. Cái cây nó rớt. Cái này màu không được đẹp các bạn, do là không có ướp cái gì nhiều á, không có ớt rồi nhiều á. Ướp có muối ớt với lại muối Tây Ninh nè các bạn à. Nên là màu nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà nó giòn lắm. Gỡ ra ăn. Nóng không bà? Nghe mùi luôn á. Cháy tùm lum hết các bạn. Gỡ con gà được rồi nha. Đây nè. Ui cái da nó giòn nè. Ăn thử miếng da nha các bạn. Giòn lắm các bạn. Ướp muối nó mặn mặn. Chấm muối Tây Ninh nha các bạn. Cái này nghĩ là ăn vừa luôn á, khỏi phải chấm luôn. Ngon. Ngon hả? Được á, được á. Để mời mẹ lên ăn nha các bạn. Bên trong còn sống hả? Chắc chín hả? Nướng nó hồng đào vậy bạn. Lên ăn mẹ ơi. Xích vô trong đây một xíu cho nó sáng các bạn. Đấy. Hôm nay nhà mình ăn thì sẽ có là, đây là trâu nè các bạn. Thịt trâu luộc. Thịt trâu này rất là ngọt luôn. Thịt trâu với lại canh môn. Này là muối Tây Ninh. Thì ý là phải lấy cái ca đó. Lấy nè. Hả? Lấy ra. Lấy miếng rồi.
Có mì tôm đó nha bạn, bơ bánh ít với lại chuối với lại ổi, nãy có đi chợ á. Trâu ăn rất ngon, nêu cảm nhận canh môn em ăn lại miếng nữa này. Cay, cay lắm. Cay hả? Thịt nó cũng dai như vậy nè. Có thịt không? Thịt đầy luôn nè, thịt nhiều lắm. Nói chung là thịt nhiều lắm. Mày ăn miếng này. Cái này nè, cái môn này là mình không biết nấu bằng cái gì nha. Lá môn hay sao? Mà vậy như là nó thơm mùi như là canh chua vậy. Canh chua, canh chua gà lá nhang. Mà nó cay lắm. Có mặn ngọt gì không? Nói chung là vừa ăn ngon. Ngon. Nấu y như là mình nấu luôn. À, mình nhìn cái này nó y như là cà, cà xào á. Ừ, nhìn giống cà ha. Ừ. Y như cà tím. Mà này phải cà không ta? Không, hay là da hay là da trâu? Không, da trâu sao mà nấu ở đây được con? Thịt không à nè. Thịt. Cái này là thịt nạc sắt ra nấu đàng hoàng. Ăn thử nè. Ừ. Rồi ăn thử cho ngon lắm. Thứ hồi giờ không ăn thịt trâu giờ ăn thịt sò. Là bụng không? Chắc đi mua chai bia vũ. Thử ha. À thử gì nó ăn mấy phép rồi. Mời các bạn nha. Mời các bạn, mình ăn ngon các bạn. Ừ, ngon. Thì em mua thì mua chứ. Mua ấy. Này mua bia em mua con cho nó ngọt luôn. Cái ăn lên mà khi ăn nó sợ đau bụng. Còn cái tôi giờ là ăn trâu là ngon. Xí à. Thơm quá các bạn ơi. Hết gần nữa. Dạ. Dạ giòn cực luôn. Mời các bạn táp cho mình. Còn miếng. Mời các bạn nha. Ăn thử miếng nha các bạn. Vừa ăn. Nướng này ngon lắm bạn. Dạ chấm cực luôn. Ngon 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 ngon. Ừ, mình thích ăn cái da kìa, cái da giòn lắm luôn á. Giòn lắm. Mình quay về á, mình nướng quay về nó giòn lắm mà. Mời các bạn ăn thêm một miếng thịt trâu nha. Cái đu coi các bạn coi cái đu gà nè. Ủa thịt khúc này giống sống vậy ta? Không chín rồi. Bà nói gì bà chữ. Gà nó chín hết rồi nha các bạn. Da nó cực kỳ giòn luôn. Nãy ướp ướp bằng muối muối ớt các bạn thì nó cũng mặn lắm, không còn phải chấm gì nữa. Ngon á. À, cái gì á? Mắm gừng hả? Mắm gừng mới ăn cơm. Mắm gừng hả bạn? Nãy mua cơm á còn dư mắm gừng á. Ngon, giòn lắm luôn. Cái đàn cái da thì cũng ngon. Ngon quá. Ở đây gần đường đó, nên là xe ra lại hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Các bạn coi miếng gà nè. Nhìn khá là ngon luôn. Cũng hơi nóng đó. Thịt gà thì chín hết rồi nha, không có sống. Cái thằng này, cái phần này nó trắng, à nó cháy nhưng mà nó vẫn ngon. Nó vẫn ngon bạn, không có bị đắng. Ăn nó giòn. Da giòn đụm luôn. Cái phần này sao nó cháy mà nó đắng hay sao? Nó cào nó bớt. Đắng. Nãy giờ ăn không có đắng các bạn. Cái gì đắng? Phần cháy á. Da nó giòn thì đó mẹ.
Xuất sắc. Bắp nướng chín rồi nha các bạn. Giờ để thử ăn thử miếng bắp luôn. Cái đùi lên con nước sôi làm không? Chị ăn đi. Ăn thử một miếng bắp nha các bạn nha. Bắp nướng ăn ngon, bắp luộc á. Nó ngọt mà nó thơm. Thơm bắp. Ăn bắp giống như là mình đang ăn bắp vậy đó các bạn. Mình xé cái cánh ra nha các bạn. Nó nướng hơn con gạo. Tí nướng gà. Gà nó chín quá. Gà dai lắm các bạn. Ngon. Các bạn coi thịt gà nè. Bên trong rồi nè. Chín hết rồi thấy không? Cái da của nó, chỗ nào mà nó cháy các bạn thì ăn hơi đắng một xíu. Nhưng mà chỗ nào mà không cháy ăn giòn ngon. Cái phần bên trong gà nè. Chín trắng hết luôn, rất là ngon luôn. Ăn về rồi xíu nữa mà đói bụng các bạn thì ăn thêm mì tôm nha. Có mì tôm nè. Trái cây rồi cũng nhiều lắm. Tụi má mua một chai nước yến các bạn. Hai chai nước yến. Để giờ các bạn chở bắp chưa? À quên chở bắp hả? Chưa, chưa. Ê ba chở. Này hết nước ngọt luôn các bạn à. Không biết sao hết nước ngọt nữa thôi mua nước yến uống. Do này ở đây cúng các bạn nên là người ta mua nhiều quá hết rồi. Trơn quá. Mẹ tay sạch rửa con mẹ. Đưa cái bên tay mẹ vào đây. Mời các bạn nha. Giờ dây quá. Mát không á. Đưa cái bình này mẹ vào đá. Thì cuốn mèo. Cái đó ngon không? Ngon. Cái đó cũng ngon lắm. Mát. Rồi nhà mình sẽ ăn uống nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây á. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye.